Dạ vâng, em xin chào tất cả quý vị đang theo dõi video bên em nhé. Thì có anh khách bảo em ơi, em quay cho anh cái đôi loa MA5. Đấy, anh đang có nhu cầu muốn mua. Thì hôm trước em quay lên một đôi rồi, thì đã bán cho khách rồi. Thì hôm nay em quay đôi tiếp theo, như em vẫn để cái giá khuyến mãi cho mọi người nhé. Đây, đôi loa của mình đây này. Đấy. Đây, loa thì còn căng đầy đủ nhá. Tất nhiên hàng bãi thì nó sẽ khó tránh khỏi tình trạng xước xát rồi đúng không ạ? Đấy, và hơn nữa thì cái đôi loa này thì hình thức của nó không được, tức là nó hơi bị ấy một chút, thì bên em đã để giá thành lý cho mọi người rồi nhá. Đấy, đây thành vách phía sau đây. Đây, đèn nông MA5 với trở kháng là 6 ohm, công suất là 50W. Loa này thì được sản xuất tại nước thứ ba nhé mọi người nhá. Đây. Đây, trước bên này như vậy. Đấy, đây này thì nó bị bong cái lớp ở phía ngoài ra như này. Nói chung là về nếu mà mình dùng mình để nhìn mặt đằng trước thì vẫn rất là ok này. Đấy. Còn cái cạnh này thì về cạnh có thể dán keo hoặc là lấy thêm một cái miếng gì đó mình dán lên chỗ cũng được. Mà em thấy nói chung là mình cũng không cần thiết, bởi vì tất nhiên là hàng bãi thì mình cứ để vậy cho nó đậm chất hàng bãi. Mà nó tức là nó không phải là quá bị bong chóc hay làm sao đó mà mình phải sợ nó bị hỏng thùng. Đây nó chỉ bị một xíu thôi mà. Đấy. Đây phía đằng sau đây nhá. Đấy, loa này thì với màu vân gỗ rất là tự nhiên luôn. Đấy. Những chiếc loa như thế này thì về thật sự rất nhiều các anh khách bên em đã bảo là anh về toàn để làm loa trợ lời thôi. Đấy, trợ lời đây không có nghĩa là bắt buộc phải cho những dàn karaoke, mà thậm chí những cái bộ dàn ở nhà mình ấy đôi khi nó bị thiếu tiếng tép. Đấy, thế các anh mang về để tăng cái phần lời cho những bản nhạc lên nghe rất là ok luôn nhá. Đấy. Ở đây thì loa đây với kích thước chiều ngang thì cỡ tầm 17 cm này, chiều sâu của loa thì cỡ tầm 22 nhá, và chiều cao của loa thì cỡ tầm 25, và bát của loa là bát 12. Đấy, thông thường những cái loa mini thì bát của nó sẽ là bát 12. Đấy, loa hai đường tiếng. Đấy, ở đây thì với cái vân màu vàng rất là bắt mắt luôn. Đấy, da chăn này. Đây, loa đây. Đấy, hình thức em quay rất là kỹ rồi. Đó. Thì mọi chi tiết thì anh cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Dạ vâng, em xin phép được tạm dừng video tại đây nhé. Và em sẽ tiếp tục trở lại với video tiếp theo bên em ạ.